Hello, xin chào tất cả anh chị quay trở lại với kênh ATP Club Channel và quay trở lại với bản tin thị trường của Tùng ha. Wow, mấy ngày qua thì có việc đi ra Hà Nội anh chị. ATP có triển khai đào tạo về công cụ Ichimoku cũng như là đào tạo về cách sell cho một số bạn môi giới ở bên công ty chứng khoán CTS. ATP thì hiện có hợp tác với bên đó. Cho nên anh em có ra Hà Nội đào tạo. Chiều hôm nay Tùng vừa mới về đến Sài Gòn, bây giờ lại lên làm ngay bản tin để gửi đến cho anh chị ha. Cho nên là mọi người đang theo dõi thấy hay, thấy hữu ích thì mọi người nhớ tặng cho Tùng một cái nút like, đừng ngại ngần mà tặng, không tặng like thì nhá, nhớ tặng like, nhớ chia sẻ. Và ngoài ra thì kết thúc video thì anh chị nhớ tặng cho Tùng những cái trái tim vào phần bình luận bên dưới video, hoặc là anh chị có thể để lại bất kỳ cái câu hỏi hoặc là cảm xúc nào của anh chị ha. Ok, số điện thoại của Tùng trên màn hình là 0902986119. Mọi người có thể là nhắn tin, gọi điện thoại để Tùng hỗ trợ cho anh chị trong quá trình đầu tư, cơ cấu danh mục cũng như là mọi người có thể liên lạc để Tùng hướng dẫn mở tài khoản hoặc là chuyển ID về để cùng đồng hành với Tùng trong giai đoạn sắp tới. Cái kịch bản của thị trường lúc này vẫn đang đi đúng y như những cái gì mà chúng ta đã chia sẻ với nhau từ trước, cũng như là chúng ta đang chờ đợi ha, chờ đợi những cái tín hiệu xuất hiện những cái nhóm ngành dẫn sóng giai đoạn sắp tới. Ít nhất là sẽ có một nhóm ngành dẫn sóng chị ha. Đó, thì hôm nay chủ đề của chúng ta sẽ nói về ngành nào sẽ dẫn sóng. Thì mọi người hãy mở tài khoản, hoặc là nếu có tài khoản SSI rồi thì hãy chuyển sang ID 2758 nha. Hoặc là anh chị có thể quét trực tiếp QR code ngay phía trên này để chúng ta mở tài khoản luôn ha. Là bên SSI, còn bên GEM là bên cung cấp margin với tỷ lệ cao 28. Đó, thì anh chị có thể là liên lạc với mình để mình hướng dẫn mở tài khoản hoặc là chuyển ID sang BR8351 ha, để cho chúng ta có cơ hội kết nối cùng với nhau anh chị nhé. GEM là bên cung cấp tỷ lệ cao, cho nên margin thì luôn luôn nó là con dao hai lưỡi. Anh chị hạn chế là đưa toàn bộ tài sản của mình vào GEM và sử dụng đòn bẩy cao anh chị nhé, như vậy thì nó sẽ nguy hiểm. Đó, giai đoạn sắp tới thì khi mà thị trường chính thức vào sóng thì có thể mình sẽ thông báo cho anh chị. Lúc đó thì mọi người có thể là mạnh dạn sử dụng margin, thậm chí là margin cao ở bên GEM. Nhưng mà lưu ý là đừng nên bỏ tất tay toàn bộ tài sản vào GEM nhé. Tại vì mọi người đôi khi anh chị sẽ không phải là những nhà đầu tư chuyên nghiệp. Cho nên sử dụng margin chúng ta cũng phải cẩn thận chị ha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi vào nội dung chương trình ngày hôm nay nha. Để chúng ta xem nha. Hôm nay thị trường hôm nay đang tăng nhẹ thôi, nhưng mà đóng cửa một con số khá đẹp, 1279.79, thần tài lớn đó chị, thần tài lớn. Rồi, VN30 thì hôm nay tăng tốt hơn, 1314.22 và tăng 4,33 điểm. Các cổ phiếu tác động đến thị trường theo chiều hướng tích cực ngày hôm nay là FPT, HVN và VPBank Thế giới di động, bốn cổ phiếu chính này. Ngoài ra các mã khác như là CTG, VTP, Viettel Post, rồi Sacombank và PLX. Những cái cổ phiếu đóng góp theo chiều hướng tiêu cực thì chúng ta có Vietcombank, VIX, BID, Sabeco, Techcombank, GVR, Vinhome và Vinamilk. Về khối ngoại hôm nay tiếp tục là một cái phiên bán ròng, và chúng ta thấy là anh chị nhìn trong 10 phiên liên tiếp thì chúng ta thấy liên tục là cái chuỗi bán ròng của khối ngoại. Hôm thì bán ít, hôm thì bán nhiều, nhưng mà 10 phiên liên tiếp. Trước đây thì lâu lâu họ có xen lẫn một vài phiên mua săn nhẹ, sau đó thì mới tiếp tục bán. Tuy nhiên thì gần đây thì họ ngày nào cũng bán ha. Bán 1.523 tỷ và bán nhiều nhất các mã như là FPT, Vinamilk, VPBank, Vinhome, VND, Vietcombank. Ở chiều mua thì mua HAH, Thế giới di động, rồi CTR, CTD. Nhưng mà khối lượng mua thì rất ít so với khối lượng bán. Về tự doanh hôm nay đã quay trở lại bán ròng 194 tỷ. Tự doanh thì họ bán Techcombank, chứng chỉ quỹ rồi cũng FPT. Anh chị chú ý nhé, mặc dù hôm nay FPT tăng điểm nhưng mà cả tự doanh và khối ngoại họ đang liên tục bán thời gian gần đây ha. Rồi, chúng ta có VPBank hôm nay là được tự doanh mua này, rồi chứng chỉ quỹ mua này, Vinamilk, KBC. Thanh khoản thị trường thì hôm nay cao hơn hẳn so với ngày hôm qua. Ok, các cổ phiếu mà có khối lượng giao dịch nhiều ngày hôm nay chúng ta thấy các mã xanh
bao gồm có VPBank hôm nay tăng nhẹ 2,2%, Hoa Sen tăng 0,2%, TCH hôm nay tăng rất tốt, tăng 3,4%, và một cổ phiếu là Pau tiếp tục tăng nhẹ 0,3%. SHB thì tham chiếu. Còn các mã đỏ thì hôm nay chúng ta thấy HAG bỗng dưng bị bán 5,9%. Tiếp tục là cổ phiếu GEX giảm 0,2%, Hòa Phát giảm nhẹ 0,2%. VND là một trong những cổ phiếu chứng khoán mà giảm mạnh nhất ngày hôm nay anh chị, giảm 1,7%. Và Techcombank cũng là một cổ phiếu mà giảm 1%. Đối với các chỉ số thế giới lúc này thì chúng ta thấy châu Á thì đang nghiêng về sắc xanh. Bốn chỉ số đại diện thì chỉ có một chỉ số đỏ nhẹ thôi, còn lại ba chỉ số tăng xanh. Ở châu Âu thì đang phân hóa hai chỉ số đại diện tăng xanh và hai chỉ số giảm đỏ. Đối với Dow Jones thì tối qua Dow Jones tăng 56 điểm. Hiện tại thì Dow Jones đang điều chỉnh nhẹ khoảng gần 24 điểm. Đối với giá dầu thì đang quay trở lại cái đà tăng chị ha. Đang quay trở lại cái đà gần 81 đô rồi. Giá dầu đang tăng thời gian gần đây. Rồi thì chúng ta sẽ nhanh chóng đi vào cái phần phân tích kỹ thuật nha. Đầu tiên là chúng ta ngó qua ông Dow Jones chút thì lâu ngày cũng phải tham khảo ha. Dow Jones thì mình đang vẽ cái nhịp trước này anh chị. Khi mà mình vẽ là Dow Jones nó quay về nó test đáy hai và nếu nó bật tăng thì nó sẽ tích cực ha. Vậy thì chúng ta sẽ xem coi là ngày hôm nay Dow Jones có vượt được cái đỉnh gần nhất hay không. Cái quan trọng nhất của Dow Jones là nó phải vượt được cái đỉnh gần nhất khoảng 38.900. Nếu vượt được 38.900 thì nó sẽ tiếp tục xu hướng tăng trên đây. Nhưng nếu không vượt được thì nó vẫn còn những cái rủi ro quay lại và thủng đáy. Vẫn còn rủi ro ha. Dĩ nhiên thì Dow Jones chúng ta dùng để tham khảo thôi. Nhưng mà giai đoạn gần đây thì Dow Jones nó đang cố gắng tạo đáy. Đang cố gắng thôi anh chị nhé. Đó, và nó cần phải vượt được cái mốc 38.900. Nếu mà tối hôm nay Dow Jones đóng cửa vượt được 38.900 thì gần như là sắp tới nó sẽ quay trở lại cái đà tăng ha. Có thể là nó sẽ không vượt đỉnh được, mà sau khi cái cú tăng này thì nó sẽ phải quay lại tích lũy. Nhưng chỉ cần vượt 38.900 là trước mắt tạm thời chúng ta sẽ thấy là tình hình thế giới sẽ ổn định trở lại, không có những cái rủi ro trong ngắn hạn nữa ha. Vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau cổ vũ Dow Jones vượt qua 38.900 trong tối hôm nay anh chị. Hiện tại thì nó đang đỏ nhẹ đấy. Giá dầu, giá dầu thì sau khi đạp rất nhanh về cái vùng 72 73 đô thì anh chị thấy bây giờ nó đang tăng rất mạnh về cái vùng 81 82 đô. Đây. Thì như vậy thì nhóm ngành dầu khí thì sẽ có hưởng lợi ha. Có thể là trong ngắn hạn sắp tới chúng ta cũng sẽ cần chú ý cổ phiếu dầu khí. Gần đây thì một số cổ phiếu dầu khí chưa tăng được, bị ảnh hưởng bởi thị trường chung ha. Nhưng mà khi mà có một cái sự tích lũy đủ với cái việc là giá dầu có thể là tiếp tục tăng thì lúc đó nhóm ngành dầu khí anh chị cũng có thể chú ý. Nếu mà chúng ta không đánh dài hạn thì chúng ta có thể tìm những cái cơ hội ngắn hạn để tham gia. Rồi quay trở lại với thị trường chung anh chị. Thị trường chung thì đầu tiên là nhìn về khung đồ thị tuần ha. Tuần này thì thị trường bắt đầu mở cửa khách sạn rồi anh chị. Tuần này rồi. Nhưng mà khách sạn tuần này thì nó chưa lớn. Đó. Nhưng mà bắt đầu sang tuần sau. Cho nên tuần này chúng ta thấy áp lực điều chỉnh nó chưa lớn đâu. Nhưng mà bắt đầu từ tuần sau thì áp lực điều chỉnh nó sẽ lớn hơn. Nếu mà trường hợp xấu nhất, khách sạn này nó sẽ hút giá thị trường rơi về cái vùng 1236. 1236, 1237. Đây là trường hợp xấu nhất anh chị ha. Thì nói chung là khi mà trong vòng khoảng tầm 2 tuần này, tuần sau nữa, trong khoảng 2 đến 3 tuần sắp tới thì khách sạn nó vẫn mở cửa. Khách sạn nó vẫn mở cửa. Cho nên nếu mà trường hợp thị trường không điều chỉnh mà quay trở lại tăng rướn thì anh chị hãy cẩn thận có những cái bẫy. Dĩ nhiên là chúng ta cứ tập trung vào cổ phiếu thôi ha. Yếu tố thị trường thì mình nói rồi, giai đoạn này yếu tố thị trường nó sẽ không quan trọng nhiều bằng yếu tố cổ phiếu đúng không? Thời gian gần đây thì mình đã nói với anh chị cái câu đó. Tuy nhiên thì khi mà thị trường điều chỉnh thì chắc chắn là nó cũng sẽ ảnh hưởng một phần nào đó đến các cổ phiếu thôi. Thì khi mà thị trường điều chỉnh thì chắc chắn là đó là cơ hội để chúng ta tìm ra được những cái cổ phiếu mạnh.
Cổ phiếu mạnh là như thế nào anh chị? Mạnh có nghĩa là khi thị trường mà rung lắc điều chỉnh mà các cổ phiếu đó không điều chỉnh bao nhiêu và thậm chí nó đi ngang, đó sẽ là những cái cổ phiếu mà mạnh giai đoạn sắp tới. Đó. Và có thể là nó sẽ bước vào một con sóng rất lớn giai đoạn sắp tới ha. Thì đó là giai đoạn chúng ta chú ý. Cho nên từ bây giờ cho đến khoảng 2 tuần nữa thì mình đánh giá là nếu kịch bản thị trường điều chỉnh, đặc biệt là trong tuần sau, sau đó hạn phái sinh, thì đó là một cái điều hoàn toàn bình thường. Và điều chỉnh đó là cơ hội để chúng ta mua. Nhưng nếu kịch bản thị trường không điều chỉnh mà lại cố tình kéo rướn lên trở lại cái vùng 1.300 thì chúng ta phải cẩn thận. Dĩ nhiên là kéo, nhưng mà nếu một số cổ phiếu có điểm mua chúng ta vẫn mua được. Nhưng mà phần lớn là chúng ta sẽ cẩn thận. Cẩn thận ở chỗ là gì anh chị? Những cái cú kéo rướn đó thì chắc chắn là chúng ta sẽ không phun hàng và không phun margin được ha. Còn nếu mà kịch bản thị trường điều chỉnh để cho chúng ta yên tâm thì lúc đó chúng ta sẽ mạnh dạn mua. Đó. Thì anh chị cứ nhìn đi, đồ thị tuần thì chúng ta thấy là nó vẫn còn cái khách sạn đúng không? Rồi quay trở lại với đồ thị ngày đó thì mọi người thấy không? Những cái nhịp mà trong tuần trước nó kéo rướn lên 1.300, sau đó thì nó đạp, thì rõ ràng là nó đang có cái vùng khe mây dưới đây cho nên nó đạp. Nhưng mà hết ngày hôm nay thì anh chị nhìn xuống dưới này, nhìn từ đây xuống dưới thì chúng ta thấy là chúng ta đi qua được cái khe mây này rồi. Cho nên cái rủi ro mà mình nói với anh chị á, rủi ro ở đây là rủi ro sập gãy của thị trường ha. Thì cái rủi ro này bây giờ nó đi qua rồi anh chị. Nó có cái vùng này mỏng nhất để nó rơi nhưng mà không có xuyên qua được. Đúng không? Không xuyên qua được thì có sợ nữa không anh chị? Những ai mà nói là thị trường đang ở phiên phân phối số 2, số 3, số 4, số 5 gì đó thì là lúc này những anh chị đó cũng nên thay đổi góc nhìn, là chúng ta không sợ thị trường. Nếu mà nó sắp gãy, sắp sập thì chúng ta mới sợ đó là những phiên phân phối. Còn thị trường mà không có nguy cơ gãy, không có nguy cơ sập thì đâu phải phân phối đâu chị ha, không phải là phiên phân phối ha. Cho nên chúng ta cần phải thay đổi góc nhìn và chúng ta hãy hướng đến những nhóm ngành, những cái cổ phiếu tiềm năng giai đoạn sắp tới. Dĩ nhiên giai đoạn này thì mình không có khuyến khích những cái cổ phiếu nào là tăng nóng hoặc là đã chạy nước rút rồi thì mình không có khuyến khích anh chị vào. Và mình cũng sẽ không khuyến nghị mua những cái cổ phiếu như vậy. Nhưng giai đoạn này là cái giai đoạn sẽ chuyển giao dòng tiền anh chị. Dòng tiền vừa rồi tập trung vào những cái nhóm ngành vốn hóa nhỏ hoặc là những nhóm cổ phiếu riêng lẻ. Thì giai đoạn sắp tới dòng tiền nó sẽ rút dần và chuyển dịch sang những nhóm ngành có khả năng tạo sóng giai đoạn sắp tới. Và mình gọi đó là nhóm ngành dẫn sóng đó. Mình gọi là nhóm ngành dẫn sóng. Thì về quan điểm của mình thì vẫn như vậy thì đó, sắp tới khi thị trường vào một con sóng mới sẽ xuất hiện những cái nhóm ngành dẫn sóng. Và những nhóm ngành này là những cái nhóm ngành mà có vốn hóa cao trên thị trường, chứ không phải là những nhóm ngành vốn hóa nhỏ nữa. Dĩ nhiên là khi thị trường vào sóng thì những cái cổ phiếu nhỏ thì có thể là nó vẫn chạy được. Nhưng chúng ta sẽ hướng sự chú ý và tập trung phần lớn vào nhóm ngành dẫn sóng. Xuất hiện sóng ngành là xuất hiện cơ hội kiếm tiền rất lớn đó chị. Cơ hội kiếm tiền rất lớn. Trong cái video hôm hôm thứ bảy mình có đưa cho anh chị coi đúng không? Thì mình có nói là năm 2021 đó, xuất hiện sóng ngành chứng khoán, các cổ phiếu chứng khoán tăng ít nhất là 80 đến 100%, đó là ít nhất. Còn có những cổ phiếu nhân nhân đôi hoặc là thậm chí nhân hai luôn trong một con sóng thôi anh chị ha. Cho nên chúng ta phải hết sức tập trung và hết sức lưu ý vào cái nhóm ngành sẽ dẫn sóng và nó dẫn dắt thị trường vượt đỉnh cho giai đoạn tới. Nhóm ngành mà dẫn sóng là chắc chắn nó sẽ dẫn thị trường vượt đỉnh được, tại vì đó là cái nhóm ngành mà có vốn hóa lớn. Còn vừa giai đoạn vừa rồi anh chị thấy khi mà thị trường đi lên 1.300 này, cái phiên tuần trước đấy, ngày phiên 12 và 13 tuần trước thì đâu có xuất hiện nhóm ngành dẫn dắt đâu. Cho nên sau đó thì sao? Thị trường nó phải quay trở lại điều chỉnh thôi. Anh chị thấy không? Đó. Tại vì nó không xuất hiện nhóm ngành dẫn dắt, nó không đủ uy tín. Và thời điểm đó thì mình cũng nói với anh chị rồi, thanh khoản không đủ luôn. Thanh khoản không đủ. Tại vì không có nhóm ngành dẫn dắt thì nó sẽ không xuất hiện thanh khoản, đúng không? Anh chị thấy tiền nó chỉ kéo những cái cổ phiếu vốn hóa nhỏ
thì làm sao mà nó đủ thanh khoản được. Đó, muốn thanh khoản nhiều thì nó phải kéo cái nhóm ngành có vốn hóa lớn. Đó, đó là cái lý do mà sắp tới thị trường vượt đỉnh nó sẽ cần cái nhóm ngành dẫn dắt. Có thể là một nhóm hoặc là thậm chí là hai nhóm, thậm chí là ba nhóm. Nhưng những cái nhóm này có thể là nó sẽ không chạy đồng thời mà nó sẽ có độ trễ sớm và muộn hơn chị. Ví dụ sẽ có nhóm chạy trước, sau đó thì 2 tuần sau thì đến một cái nhóm tiếp theo, rồi 2 tuần sau sẽ có một nhóm tiếp theo nữa, ví dụ vậy ha. Thì cái giai đoạn tháng 3 cho đến tháng 6 năm 2021 là chúng ta thấy xuất hiện cùng lúc ba nhóm ngành dẫn dắt luôn, băng chứng thép. Đó, giai đoạn đó là thép chạy trước, xong rồi đến ngân hàng, rồi đến chứng khoán. Nhưng cái nhóm ngành mà tăng mạnh nhất thì chứng khoán, xong rồi đến thép, rồi đến ngân hàng. Đó, anh chị ha. Dĩ nhiên là nhóm nào cũng tăng tốt hết. Và đặc biệt là ngân hàng thì dành cho những anh chị mà có vốn hóa, có tài sản rất lớn, ở về rất lớn, anh chị tham gia vào rất là yên tâm ha. Thì giai đoạn sắp tới chúng ta sẽ tìm xem cái nhóm nào. Và đến thời điểm này thì như mình chia sẻ với anh chị, mình đang cảm thấy nhóm ngành dẫn dắt giai đoạn sắp tới ít nhất sẽ là nhóm chứng khoán. Ít nhất sẽ có sự xuất hiện của nhóm chứng khoán. Còn sau đó có thêm nhóm nào hay không thì mình chưa biết. Có thể là thép, có thể là dầu khí, hoặc là có thể là ngân hàng. Chúng ta vừa thấy một cái thông tin tốt liên quan đến nhóm cổ phiếu ngân hàng, đó là sẽ tiếp tục gia hạn cái thông tư 02, đúng không anh chị? Đó là một cái thông tin tốt. Rồi. Thì đối với thị trường chung lúc này, anh chị thấy không? Tuần trước nó cũng có một cái cú giảm, giảm cho đến ngày hôm nay thì cũng một phần lý do là tại vì có cái khe dưới đây. Cho nên sau này á, sau này nha, bất kể khi nào có cái khe mình nói thì anh chị nhớ lưu ý nha. Đúng không? Mình nói cái khe là không phải nói cho vui, không phải là chọc mọi người, mà là rõ ràng cái khe là tại vì nó có cái khe. Nói về cái khe là vì nó có cái khe anh chị. Đấy, anh chị thấy rõ ràng. Nhưng mà mình có vẻ cái mũi tên này, và Tùng nói là khả năng rất cao nó sẽ không đi theo mũi tên này, đúng không? Nhưng mà vẽ để mọi người biết là nó có cái khe này. Đấy. Thì bây giờ là chúng ta thấy là nó đi ngang qua rồi thì chúng ta xóa cái mũi tên đi ha. Xóa mũi tên đi, nhưng mà rõ ràng là chúng ta thấy cái khe. Và anh chị thấy cứ mỗi lần mà có khe thì nó đều rung lắc điều chỉnh. Giai đoạn này thị trường khá cứng, ngày hôm nay thì đạp về 1270 và rút chân. Và quan trọng nhất rút chân và đã lấy lại được cái hỗ trợ là 1279 anh chị. Cuối phiên lấy được cái hỗ trợ 1279 thì phiên hôm nay mình đánh giá là thị trường khá tốt. Tuy nhiên thì sau đáo hạn phái sinh thì mình vẫn còn cảm giác là nó sẽ còn thêm những cái cú rủ bỏ tiếp. Tức là thị trường nó chưa rủ xong. Tại vì sao? Tại vì khách sạn tuần đấy. Hồi nãy nói rồi, nói ở đầu buổi ngày hôm nay. Cho nên khả năng là sau đó phái sinh nó sẽ tiếp tục rủ. Đó. Còn ngày hôm nay thì kéo lên rút chân, đặc biệt là phái sinh tăng mạnh thì một phần là do phục vụ cho cái đáo hạn phái sinh anh chị ha. Đó. Ngày mai là đáo hạn phái sinh rồi. Nhưng mà sau đáo hạn phái sinh thì mình đánh giá là thị trường nó sẽ còn những cái sự rung lắc, và khả năng là nó sẽ chưa vượt đỉnh, và chưa vượt 1.300 ngay được. Đó, nó sẽ còn rung lắc. Cho nên nếu từ giờ cho đến cuối tuần, thì tức là phiên ngày mai đáo hạn phái sinh và phiên thứ sáu cuối tuần, nếu thị trường một lần nữa nó kéo lên cái vùng 129x thì anh chị nên tranh thủ đó. Những cái cổ phiếu mạnh thì chúng ta sẽ tiếp tục nắm giữ, nhưng những cái cổ phiếu mà yếu á, nó đã vi phạm, nó vi phạm có 2 cái anh chị nhá. Nếu anh chị đang có lãi á, thì khi cổ phiếu vi phạm cái mốc chặn lại, tức là nó vi phạm cái hỗ trợ ngắn hạn rồi, khi nó hồi lên trở lại anh chị nên xem xét chốt lời. Cái trường hợp thứ hai đó là vi phạm cái điểm cắt lỗ, thì sau khi vi phạm rồi nó hồi lên, anh chị nhớ xử lý cái cổ phiếu đó đi. Để chúng ta làm gì? Để chúng ta lại sử dụng cái sức mua đó chuẩn bị cho những cái cú mua các cổ phiếu tiềm năng khác ha. Nói chung là cổ phiếu yếu rồi thì chúng ta cần phải xử lý, là chúng ta đảo sang cổ phiếu mạnh. Người ta hay gọi là cơ cấu danh mục, tỉa cỏ trồng hoa đó anh chị ha. Đó thì đó là cái mà cho chúng ta thấy là cần phải làm trong phiên ngày mai, thậm chí là phiên thứ sáu. Nếu mà nhìn vào những cái khung đồ thị giờ anh chị,
khung đồ thị nhỏ thì chúng ta thấy là thị trường sẽ tiếp tục an toàn cho đến phiên ngày thứ sáu. Nhưng mà qua tuần sau thì nó sẽ có những cái rủi ro. Ha. Cho nên khả năng là ngày mai đáo hạn phái sinh, mọi người sợ nhưng mà có thể thị trường lại kéo lên. Rồi thậm chí là đến thứ sáu sau đáo hạn phái sinh mọi người nghĩ là thị trường nó sẽ đạt, nhưng mà biết đâu sau đáo hạn phái sinh nó lại kéo tiếp. À, thì khi nó kéo thì chúng ta sẽ xem xét để cơ cấu ha. Và cái kháng cự lúc này của thị trường sẽ là 1288. Đó thì chúng ta sẽ coi có ngày mai nó có vượt được 1288 hay không. Chúng ta sẽ cái việc mà thị trường kéo thì chúng ta sẽ tập trung thứ nhất là cơ cấu ha. Thứ hai là chúng ta sẽ tìm những cái cổ phiếu có điểm mua thì chúng ta vẫn cứ mua bình thường được. Nhưng mà anh chị nhớ cho mình một điều, giai đoạn này chúng ta vẫn chưa phải là lúc full hàng. Mình hứa với anh chị khi nào full hàng được an toàn thì mình sẽ báo, đúng không? Giống như tuần trước này, khi mà nó đi lên vượt 1.300, mọi người cứ hỏi full hàng chưa, full margin chưa, mình kêu là chưa được, đúng không? Mình có nói với anh chị là chưa, phải chờ nó test đỉnh, khi nào test thành công thì mới mua, chưa thành công là chưa mua được đó. Và rõ ràng là sau khi test đỉnh xong thì nó thủng luôn, thủng thủng là thủng cái đỉnh thôi chứ chưa có thủng hỗ trợ ha. Đó, tức là đỉnh là 1294 thì nó đã thủng cái đỉnh đó rồi, nhưng mà nó vẫn là khá là tốt, thị trường này đang khá tốt đấy. Thì anh chị nhìn này, những cái kịch bản mà chúng ta đã vẽ với nhau từ trước đó thì nó vẫn còn nằm đây, nó vẫn còn nằm đây đó. Thì bây giờ chúng ta sẽ chờ ha, chúng ta sẽ chờ tiếp tục những cái nhịp sắp tới của thị trường, xem nó tích lũy đến đâu, khi nào an toàn thì mình sẽ báo chị tham gia. Còn giai đoạn này thì mọi người chỉ nhớ giúp mình thôi. Thứ nhất là chúng ta sẽ tập trung cơ cấu các mã yếu hoặc là các mã đã vi phạm điểm chặn lại đó, thì chúng ta ưu tiên là bán để giữ lại cái lợi nhuận. Cái thứ hai là nếu các cổ phiếu có điểm mua thì chúng ta cũng mua, nhưng mà chưa phải là lúc mà mua full hàng. Tại vì anh chị cứ để ý đi, tuần trước có nhiều anh chị mua, xong rồi tuần này nó chỉ cần giảm một hai cây thôi anh chị bắt đầu hỏi là có cắt lỗ không đó. Trong khi kế hoạch của chúng ta là mua trước 50%, 50% còn lại chờ thị trường rơi về cái vùng biên giới này để chúng ta mua gia tăng, đúng không? Nhưng khi thị trường về cái vùng biên dưới thì anh chị lại hỏi có cắt lỗ không? Đó, nó đang đi ngược so với kế hoạch mà mình chia sẻ với anh chị, đúng không? Đó, rõ ràng là mình nói với anh chị là cái vùng hiện tại cổ phiếu này mua được, nhưng chỉ mua 50%. Nếu thị trường chung nó về cái vùng biên giới này, lúc đó mới là cái lúc full hàng, full margin. Còn hiện tại là thị trường nó còn chưa về cái vùng biên dưới, cho nên chúng ta chưa có full hàng được. Đó là cái lý do, và anh chị nhớ nha. Rồi, thì tóm lại cái kịch bản thị trường giai đoạn sắp tới là nó sẽ tiếp tục rung lắc. Và khi nào mà mình báo anh chị là yên tâm, an toàn rồi, anh chị full margin, thì đó là cái lúc chúng ta full hàng. Còn hiện tại thì chúng ta tập trung vào cổ phiếu ha, tập trung vào cổ phiếu nào yếu thì tìm cách xử lý để cơ cấu sớm, cổ phiếu nào mạnh thì tiếp tục giữ, cổ phiếu có điểm mua mới thì chưa vội mua full hàng. Đó là cách mà chúng ta sẽ hành động từ giờ cho đến cuối tuần, và ưu tiên cái nhịp hồi này của thị trường bắt đầu từ chiều ngày hôm nay, có thể là kéo dài đến cuối tuần để cho chúng ta tập trung cơ cấu ha. Rồi, tiếp theo một điều lưu ý nữa, hồi nãy mình nói cái cản của thị trường là 1288 anh chị, cho nên nếu mà từ giờ cho đến thứ sáu mà không vượt được 1288 thì có thể là qua tuần sau nó sẽ có những cái cú chỉnh sốc hơn. Và cái trường hợp thứ hai đó là nếu thị trường có vượt được 1288 thì qua tuần sau cũng có thể là sẽ tiếp tục có những cái cú rung lắc trở lại để test lại cái vùng 1270, thậm chí 1250 ha. Đó là những cái mà chia sẻ với anh chị nhé. Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ qua phân tích một số nhóm ngành để xem coi nhóm nào có cơ hội dẫn sóng giai đoạn sắp tới. Thì đầu tiên thì mình có nhắc đến nhóm chứng khoán, đúng không? Nhóm chứng khoán hôm nay anh chị thấy là SSI cứng cựa. Đây là ăn cả của nhóm chứng khoán. Và cổ phiếu này nó sẽ dành cho những anh chị có NAV lớn giai đoạn sắp tới. Nếu nhóm chứng khoán mà có sóng, anh chị có thể mạnh dạn vào full margin con SSI luôn. Còn hiện giờ có mua được không? Hiện giờ câu trả lời của mình là vẫn đang mua được.
nhưng mua trước 50%, đúng không? Tuần trước cũng thế mà tuần này cũng thế. Thậm chí tuần trước mình còn cho anh chị mua SSI ở quanh cái vùng giá 35, 35.5 này. Còn hiện tại là giá nó đang 36.2 đúng không? Tức là tuần trước mình còn cho anh chị mua sớm hơn. Nhưng mà qua 4 phiên điều chỉnh của thị trường vừa rồi thì anh chị thấy SSI thế nào? Khá là cứng cựa luôn và nó chỉ hạ nhiệt một chút xíu so với thị trường chung. Thì SSI hạ nhiệt có một chút xíu. Cổ phiếu này đang cực kỳ cứng luôn chị. Đang cực kỳ cứng luôn ha. Cho nên mọi người chú ý cổ phiếu này nha. Còn để vào sóng hay chưa thì mình chưa biết. Chưa biết, nhưng chúng ta cứ nên tham gia trước 50%. Tại vì lỡ nó chạy sớm thì sao? Lúc đó anh chị lại mua đuổi. Mà nếu mà mua đuổi xong lỡ nó lại quay lại nó rũ bỏ một lần nữa thì anh chị lại đu đỉnh ngắn hạn. Ha. Cho nên những cái vùng tích lũy như thế này chúng ta cứ lấy trước 50% hàng không sao cả. Mình nói nha, thậm chí thị trường hôm nay đóng cửa 1279 đúng không? Thì lỡ mà thị trường nó đạp về 1250 hoặc là 1236 thì SSI nó cũng sẽ khả năng cao nó cũng sẽ có những cái sự điều chỉnh nhưng mà không đáng kể. Và lúc đó chúng ta sẽ căn cái biên giới của thị trường để chúng ta mua gia tăng. Anh chị hiểu ý không? Đó. Cho nên cái vùng này chúng ta mua trước 50% không sao cả nha. Ok, đó chia sẻ cho anh chị. Còn khả năng con đàn anh gọi là anh hai của nhóm chứng khoán đó, là SSI thì quanh cái vùng hiện tại là khá là cứng ha. Cái cổ phiếu tiếp theo của chúng ta là HCM. HCM vừa rồi mình nói chị là cứ khoanh cái ngưỡng 28, 27.5 đến 28 mua được đúng không? Ngày hôm nay nó về ngay 28. Đó, thì đó là cái điểm mua của ngày hôm nay. Cho nên những phiên tới nó cứ từ cái vùng giá từ 27.5 đến 28. Mọi người có thể mua trước một phần. Cũng tương tự mua trước 50%, ok. Rồi. Cái cổ phiếu thứ ba, VCI. VCI cũng tương tự chị. VCI thì hiện tại là cái giao găm nó đang ở giao găm là 49.9. Hiện tại giá nó khoảng 49 nhưng mà quanh cái vùng tích lũy hiện tại thì mình đánh giá là cũng có thể là mua trước 50% được. Mua trước 50% được. Gần đây chúng ta thấy VCI với SI nó cũng có một cái phiên gọi là đánh lên, mọi người cứ ngỡ là nó đánh rất ao tiền vào đúng không? Nhìn cái cây volume thì thấy tiền vào thật. Đó. Tuy nhiên thì sau những cái cây này thì thường nó sẽ có những cái cú bẩy là vậy. Thì mình chia sẻ với anh chị thêm một cái giai đoạn năm 2021 này. Mọi người thấy những cái giai đoạn tiền vào đó. Nhưng mà thực ra tiền vào xong rồi nó bẩy anh chị là chuyện bình thường. Năm 2021 ha. 2021. Đây là 2020 rồi. Đây. Năm 2021 nè, tiền vào. Những cái phiên tiền vào này nó cũng tăng được, sau đó thì nó chỉnh, rung lắc chỉnh. Sau đó nó còn rung lắc chán à, đến khi nó vào sóng thì nó sẽ là một cái phiên mà lúc đó mình sẽ hold gì full hàng, full margin ha. Nhìn con VCI năm đó thì nó không rõ, nhưng mà anh chị mà nhìn con SI á, thì anh chị sẽ thấy nè. Cái năm đó thì SI cũng vậy nè. Nó xuất hiện những cái phiên tiền vào là phiên số 1 nè. Sau đó thì nó rủ chán rủ chê, sau đó nó xuất hiện phiên tiền vào số 2 nè. Sau đó nó tiếp tục có một cái nhịp rũ nữa. Rồi cái phiên số 3 là cái phiên bắt đầu xác nhận vào sóng và phiên thứ tư là phiên rút out để cho anh chị full hàng, full margin. Nếu đối với những ai mua sau á, còn thường là mình sẽ cho mua sớm hơn. Đó, giai đoạn sắp tới thì mình sẽ cố gắng để tìm cái điểm mua sớm nhất cho anh chị full hàng sớm nhất. Đúng không? Còn giai đoạn 2021 thì anh chị thấy cổ phiếu này nó thậm chí có rất là nhiều 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 cái lần mà có thể mua sau này. Sau đó thì cổ phiếu nó vẫn tăng rất mạnh ha. Đó, nhưng mà giai đoạn này mình sẽ cố gắng là tìm cái điểm mua sớm hơn cho anh chị để chúng ta có lợi thế về giá. Mọi người nhớ liên hệ với Tùng sớm để về đội của mình sớm ha. Đấy, thì chúng ta thấy là chủ yếu cái mà mình muốn nói với anh chị là có những giai đoạn
nó xuất hiện những cái nến tăng mạnh và vụ khối lượng lớn, nhưng mà sau đó nó lại quay trở lại, nó có những cái cú rũ bỏ hết sức bình thường. Quan trọng là chúng ta nhận diện được cái giai đoạn đó là giai đoạn gì, có phải là giai đoạn tích lũy để chuẩn bị vào sóng hay không ha. Thì giai đoạn này mình cũng đang đánh giá như vậy đó. Cho nên quay lại thì anh mọi người thấy không? Nhóm chứng khoán trong tuần trước nó xuất hiện những cái cây tăng rất mạnh đúng không? Mọi người bắt đầu hỏi đua, trong khi mình nói là mua gom trước đi, nhưng mà anh chị sau đó anh chị hỏi đua, đua xong đến khi hàng về nó rũ bỏ, các anh chị lại sợ, anh chị lại nghĩ đến cái việc cắt lỗ đó. Nhưng mà thực ra không phải, tại vì chúng ta chưa nhận diện được cổ phiếu nó đang ở giai đoạn nào đó, cho nên mình mới nói là các cổ phiếu chứng khoán thì có thể sắp tới nó sẽ thậm chí có thêm một cái cú rũ nữa, có thể là vài phiên nữa nó lại quay trở lại tăng, có thể là ngay ngày mai chẳng hạn nó quay trở lại tăng, nhưng mà sau đó đến tuần sau nó lại rũ một cái cú nữa là chuyện hết sức bình thường ha. Cho nên giai đoạn này là anh chị phải kiên nhẫn nhé, kiên nhẫn. Giai đoạn này mua những cái nhóm ngành có khả năng dẫn sóng sắp tới, khả năng là mua là sẽ không có ăn ngay đâu, mà phải kiên nhẫn chờ đến khi vào sóng mới có ăn. Còn giai đoạn này mà anh chị mua xong á, anh chị bán non thì lỡ nó chạy rồi anh chị lại phải mua đuổi. Nhưng mà nếu mà anh chị lại mua đuổi xong á, nó rũ bỏ thì anh chị lại cắt lỗ. Cho nên giai đoạn này phải mua gom và kiên nhẫn ha. Và giai đoạn này không cần chốt lãi ngắn hạn làm gì. Đối với những cái cổ phiếu có khả năng sẽ là cổ phiếu dẫn sóng thì giai đoạn này không cần chốt ngắn hạn làm gì. Đó. Giống như tuần trước cổ phiếu chứng khoán tăng thì mình cũng không cho mọi người chốt làm gì, tại vì mình xác định giai đoạn này là giai đoạn gom và chuẩn bị ôm lì cho con sóng cuối năm. Tăng có 3%, 4%, 5% không đáng kể ha. Bỏ qua những cái đó. Đó, để chúng ta chờ cái sóng sắp tới. Đó, thì con VCI thì cũng giống SI ha. Tiếp theo chúng ta coi một số cổ phiếu chứng khoán khác. FTF nó cũng đang tích lũy thôi chị. Giai đoạn vừa rồi mình nói là về quanh cái vùng 43, 44 mua được đúng không? Thì vừa rồi FTF thì nó chỉ về 44.5 thôi. Nó cũng chưa về cái vùng mua. Tuy nhiên thì cổ phiếu đang tích lũy lại khá đẹp. Thì sắp tới nếu mà tích lũy tiếp tục đẹp thì chúng ta lại có một cái điểm mua mới ha. Có thể là không mua được 43, 44. Nhưng mà khi mà nó đi lên cái vùng cao và chuẩn bị có dấu hiệu rút out thì chúng ta mua giá cao hơn cũng được. Quan trọng là cổ phiếu vào sóng ha. BSI thì nó giống SSI và VCI khá là giống ha. Cho nên cách cách của chúng ta lúc này là cũng có thể ai chưa có cổ phiếu thì mua trước 50%. VAX thì yếu hơn, VX thì yếu hơn, nhưng mà con này thì mang tính chất đầu cơ cao hơn. Nó hàng của anh mượt nó hơi khó đánh. Nhưng mà mình nghĩ là giai đoạn sắp tới thì có thể là các cổ phiếu chứng khoán tăng thì VAX thì nó cũng sẽ vào sóng thôi. Nhưng mà vấn đề là riêng đối với một cái cổ phiếu mà có tính chất đầu cơ cao thế này thì anh chị đừng có mua sớm. Mà anh chị chờ đi, chờ đến khi nào mà nó vượt trở lại trên 18.7 thì lúc đó anh chị mua ha. Hoặc là nếu mà anh chị nào có hàng rồi thì đừng có mua trung bình giá vội, mà phải chờ hoặc là khi thị trường chung rơi về 1250, 1240 thì đó là cái lúc mà anh chị gia tăng. Hoặc là trường hợp thứ hai, VIX nó phải vượt lại trên 18.7, lúc đó anh chị mới gia tăng. Đó, đó là cách mua ha. Rồi. CTS. CTS thì khá giống FTS luôn, đang tích lũy ở đây. Chờ nó tích lũy xong ha. MBS thì cũng giống vậy, MBS thì mình thấy là trạng thái của nó cũng tốt, nhưng mà với một cái sự tích lũy như này thì nó khá là lỏng lẻo. Thì khá là lỏng lẻo thì giai đoạn tới thì mình có thể là mình sẽ không chọn mua MBS. Mình sẽ chọn những cái cổ phiếu tích lũy tốt hơn. Và cái mà mình chia sẻ với anh chị đó là có thể là nhịp trước cổ phiếu này tăng tốt, nhưng nhịp sau sẽ là sự thay thế sẽ là thay thế con leader. Đó, ví dụ nhịp trước trong nhóm chứng khoán MBS chạy tốt nhất và nó là leader đi, thì có thể nhịp sau sẽ là những con cổ phiếu khác chứ không phải MBS. Đó. Tiếp theo chúng ta có VND. VND thì cổ phiếu này mình chia sẻ với anh em nhiều rồi. Cổ phiếu này là cổ phiếu mà chúng ta sẽ không
không mua gì. Trong nhóm ngành chứng khoán riêng con VND thì mình đánh giá là không mua. Thì anh chị nào có hàng thì bây giờ thực sự là rất là khó để xử lý. Hồi chiều thì có một anh gọi điện cho Tùng hỏi về con này, thì mình nói là rất là khó xử lý. Tại vì bây giờ nó giảm như thế này rồi thì vùng này chắc chắn là khó bán. Anh chị nhìn cái đáy cũ của nó, đáy cũ của nó là giá khu vực từ 16 đến 16.5. Bây giờ nó đang 16.9 thì vùng này không phải là vùng bán đâu. Nhưng mà rõ ràng là vừa rồi nó đi lên mà chúng ta không bán, bây giờ nó quay lại thì chúng ta rất là đáng tiếc đúng không? À, đáng tiếc luôn. Thì đối với riêng con VND này, bây giờ chúng ta phải chấp nhận nắm giữ thôi. Và anh chị cố gắng cưa cắt ha. Nếu đang có hàng thì anh chị cố gắng cưa cắt. Vùng hỗ trợ của VND là quanh 10, 15 đến 16. Hỗ trợ này cũng khá tốt. Nhưng mà riêng đối cổ phiếu này thì anh chị cố gắng cưa cắt, hoặc là anh chị có thể chấp nhận cơ cấu sang cổ phiếu chứng khoán khác. Còn đối với việc mua mới thì mình khuyến nghị là anh chị không nên mua mới con VND này. Dĩ nhiên là giai đoạn sắp tới nếu mà cổ phiếu này mà có sóng mình thấy ổn thì mình sẽ báo anh chị mua. Nhưng mà thực tế bây giờ nó đang nằm ở lẹt đẹt dưới đáy thì rất nhiều cổ phiếu khác ngon hơn, nó nằm phía trên nó mạnh hơn. Chúng ta nên ưu tiên những con dẫn đầu ha. Những cổ phiếu dẫn đầu, đừng có mua những cái con lẹt đẹt dưới đáy này. Rồi, đó là nhóm chứng khoán nhóm thép. Nhóm thép đây anh chị, nhóm thép thì Hòa Phát cũng đang có một cái nền tích lũy khá tốt ở trên cái vùng đỉnh. Tuy nhiên thì bắt đầu từ tuần sau á, Hòa Phát nó cũng sẽ có một cái khách sạn tuần giống với Verni. Cho nên theo mình đánh giá thì có khả năng là tuần sau Hòa Phát nó sẽ có những cái nhịp chỉnh. Và khi cái nhịp chỉnh nó xuất hiện thì đó là cơ hội cho anh chị mua vào. Nhóm thép này có thể là cũng sẽ là cái nhóm ngành dẫn sóng tiếp theo cùng với nhóm ngành chứng khoán. Giai đoạn sắp tới mọi người chú ý giúp mình, đừng có mua nhiều. Anh chị mua khoảng 3 cổ phiếu thôi. Một danh mục của anh chị mua nhiều làm gì? Giống như chiều nay có một bạn nhắn cho mình nhờ cơ cấu danh mục. Tổng tài sản có hơn 300 triệu thôi nhưng mà mua đến 7 cổ phiếu. Tức là mỗi cổ phiếu bạn mua là chưa tới 50 triệu. Mua như vậy không có làm được cái tác dụng gì hết. Không nên mua như thế. Mua như vậy nó chỉ phản tác dụng thôi. Tại vì anh chị biết rồi, khi mà lãi á, chúng ta mua nhiều cổ phiếu, có cổ phiếu lãi nhiều, lại cổ phiếu lãi ít. Ví dụ cái cổ phiếu lãi nhiều của chúng ta nó chia trung bình cho 7 7 mã, ví dụ mình nói đi lãi 20% mà chia trung bình cho 7 mã thì một thì coi như là tổng danh mục của chúng ta chỉ lãi bao nhiêu anh chị? 20 chia 7 thì nó chỉ chưa được đến 3%. Đó. Nhưng mà khi lỗ nha. Khi lỗ thì gần như cổ phiếu nào nó cũng lỗ giống nhau. Khi mà thị trường chung xấu á, mình không nói giai đoạn hiện tại mà mình nói những cái giai đoạn sau này. Nếu mà thị trường tạo đỉnh và nó xấu á, thì khi mà nó giảm 7% là nó giảm đồng đều. Là tự nhiên khi giảm thì dân xấu, khi giảm là danh mục chúng ta giảm ngay 7%, thậm chí 10% hoặc là nhiều hơn. Nhưng mà khi thị trường tăng ấy, tự nhiên danh mục chúng ta tăng được có ít rồi, tại vì nó tính trung bình. Cho nên một cái lời khuyên thật lòng của mình ấy, là anh chị đừng có mua dàn trải làm gì. Mọi người phải nghiên cứu được những cái đó. Cái đó là những cái nguyên tắc cốt lõi. Cái việc tìm cổ phiếu, tìm điểm mua là một chuyện. Nhưng mà những cái việc mà mọi người cần phải chủ động đó là mọi người phải biết tối ưu hóa cái danh mục, số lượng cổ phiếu phải mua bao nhiêu và tỷ trọng bao nhiêu. Dành ra bao nhiêu tiền cho cổ phiếu đó và danh mục thì mua bao nhiêu cổ phiếu. Đó. Đúng không? Ví dụ 7 cổ phiếu mà chỉ có một mã lời 20% thì có phải là danh mục chúng ta chỉ lời có ít không? Nhưng mà nếu mà chỉ có 3 cổ phiếu mà một mã lời 20% thì danh mục của chúng ta lời bao nhiêu anh chị? 20 chia 3 thì ít ra chúng ta phải lời được 6 đến 7%. Đúng không? 6 đến 7%. Thay vì 7 mã thì chỉ lời 3% thôi. Đó. Đó là một cái điều chúng ta nên xem xét ha. Và tranh thủ cái giai đoạn này nè. Nên cơ cấu, nếu mà danh mục chúng ta nhiều mã quá phải tranh thủ cơ cấu. Để làm gì anh chị? Sắp tới á, xuất hiện sóng ngành chúng ta phải tập trung tiền vào đó.
mua những cái cổ phiếu đó để nó có lợi nhuận. Ví dụ có 3 nhóm ngành cùng chạy thì chúng ta sẽ mua đúng 3 nhóm ngành đó, mỗi nhóm một cổ phiếu thôi. Thay vì một nhóm ngành mua 2 đến 3 cổ phiếu, mỗi cổ phiếu 50 triệu, thì tại sao chúng ta không dồn vô một nhóm ngành đó, chọn một cổ phiếu duy nhất và mua luôn 150 triệu cho nó, đúng không? Thay vì mua lẻ tẻ. Đấy, chị phải dồn như vậy ha, để chúng ta tập trung. Thì mình ví dụ nhóm chứng khoán là một, nhóm thép, nếu mà giai đoạn sắp tới mà thép cũng là một cái nhóm ngành dẫn sóng thì chúng ta phải làm sao? Mua một cái nhóm thứ hai, đó là nhóm thép. Đấy, cái nhóm thứ hai phải mua là nhóm thép. Rồi, rồi ví dụ như là thị trường chỉ có 2 nhóm ngành vào sóng, thì chúng ta chia ra 3 mã đúng không? 2 mã là thuộc 2 nhóm ngành có sóng, một mã còn lại chúng ta chọn cổ phiếu riêng lẻ chúng ta đánh, có thể đánh T cộng cũng được, đúng không? Đó, cho nên cách đánh thì mình chia sẻ lại là tùy vào từng anh chị, có người muốn đánh dài, có người muốn đánh ngắn, có người thì 50% ôm dài, 50% để lướt T cộng. Nó có rất nhiều chiến lược, nhưng anh chị tự cân nhắc và chọn ra cho bản thân mình một chiến lược phù hợp ha. Rồi thì đối với nhóm thép thì mình đánh giá là qua tuần sau nó sẽ có một cái nhịp chỉnh, và nhịp chỉnh đó là cơ hội chứ không phải là rủi ro. Cho nên anh chị nào muốn bán con Hòa Phát này thì anh chị chú ý ha, chú ý này, đến thứ 6 tuần này mà Hòa Phát không vượt đỉnh được, tức là không vượt được 29,6 thì lúc đó anh chị có thể chốt lời, sau đó qua tuần sau nó mua lại. Thì mình đang kỳ vọng là đâu đó là quanh cái ngưỡng 28, Hòa Phát chỉnh về khoảng 28 là anh chị mua được, hoặc là thậm chí nếu đẹp hơn nữa thì về 27. Nhưng mà chắc chắn là những anh chị đang cầm hàng thì anh chị không muốn nó về 27 đâu đó, thì anh chị chú ý nhé, mình chia sẻ như vậy thì mọi người để ý trong tuần tới. Hoa sen thì cũng tương tự, hoa sen lúc này đang rất mạnh, nhưng mà nhịp tới có thể hoa sen nó sẽ chỉnh phiên ngày hôm thứ hai, hoa sen nó chỉnh về 23,5 là một cái điểm mua khá đẹp luôn. Tuy nhiên thì qua tuần sau có thể là nó sẽ có một cái nhịp chỉnh nữa, có thể là sẽ quay lại 23,5 một lần nữa, thì lúc đó anh chị nhớ tranh thủ mua vào, đúng không? Tuần trước thì mình có nói anh chị là cái thời điểm mà nó đang kéo lên quanh 25 thì mình nói là anh chị đừng có đua, đúng không? Mà chờ mua từ 23 đến 23,5 đúng không? Nếu chị nào nghe mà anh chị nhớ thì mọi người hãy cho Tùng 4 con số 9 vào phần comment nhé, 4 con số 9. Nếu mọi người nghe được là mình nói hoa sen chờ mua 23 đến 23,5 đó, thì phiên vừa rồi nó về đúng 23,5 luôn và bật tăng đến bây giờ. Là về phía T cộng là chị có lại rồi, nhưng mà khả năng tuần sau thì mình đánh giá nó sẽ về 23,5 một lần nữa, hoặc là có thể cao hơn, ví dụ như 24, 23,5 không về được thì có thể 24. Thì nói chung là tuần sau chỉ canh nhé. Thì mình chia sẻ trước như vậy thôi, còn thực tế nó như thế nào thì chúng ta phải chờ. Nam Kim thì cũng tương tự, có thể là tuần sau Nam Kim nó cũng sẽ test về một lần nữa cái ngưỡng 25,5 đó. Phiên thứ hai vừa rồi Hoa Sen và Nam Kim thì đều về cái vùng mua hết, và mua xong thì ngày hôm nay hàng về đều có lãi hết, đúng không? Rồi, nhóm thép thì có VGF thì chắc chắn là không mua được, và VGF lúc này rất rủi ro anh chị nhé, cực kỳ rủi ro anh chị đừng có mua nhé, tuần sau là nó xuất hiện khách sạn rất là rủi ro đó. TLH thì đang ở hỗ trợ, nhưng mà cái cổ phiếu này thì mình đang sợ là nó sẽ gãy hỗ trợ, tại vì mã này nó hơi yếu, nó đu theo dòng thép nhưng mà nó đu không nổi, khá là yếu luôn, cho nên khi mà dòng thép mà điều chỉnh trong tuần sau thì coi chừng con này nó gãy hỗ trợ, vì vậy anh chị đừng có mua TLH lúc này. MC thì hôm nay rất mạnh nhưng mà nó giống VGF, rủi ro đó lúc này rất là lớn ha. Ok, thì nói chung là nhóm thép chị nên chờ tuần sau. Nhóm dầu khí thì hiện tại mình thấy PVD vẫn ổn, và giống như lúc nãy Tùng phân tích về giá dầu á, thì nhóm dầu khí có thể sắp tới nó sẽ có một cái cơ hội nào đó ha. Thì cái vùng này vẫn đang là cái vùng mà anh chị có thể mua PVD này. Anh chị có thể mua trước phần, khi nào vượt qua được 32 nhé,
có thể trong tuần này hoặc tuần sau, bất kể khi nào vượt được 32 thì đó mới là lúc mà gia tăng hàng nhá, chứ mình không có nói mua phụ hàng lúc này. Nhiều anh chị nghe nhưng mà anh chị lại nghe không kỹ, xong anh chị hoặc là anh chị chấp nhận rủi ro cao, anh chị cứ vào full hàng như vậy thì không nên ha. PVS thì cũng tương tự, vẫn đang tích lũy thôi. Theo mình đánh giá thì nếu mà tích cực á, nhóm dầu khí có thể là phiên ngay phiên ngày mai nó sẽ tăng anh chị, hoặc là trễ nhất là phiên thứ sáu nó sẽ tăng đó. Có thể á, ha. Đó, tuy nhiên thì điểm mua thì lúc này mình ưu tiên cho PVD, nó đang có một cái sự tích lũy tốt hơn, mua nó sẽ hay hơn so với lại PVS anh chị. PVC thì vùng này cũng đang vùng mua này, từ 15.5 đến 16. Vùng này cũng đang là cái vùng gom đối với PVC, giống với lại PVD ha. PVB này thì anh chị chú ý này. Nếu mà ngày mai con này nó tăng á, thì cũng có thể là nhóm dầu khí tăng. Mà nhóm dầu khí tăng thì có thể con PVB này nó sẽ tăng. Nhưng mà nó mà tăng thì không mua được ha. Nhưng mà ngược lại, nếu mà ngày mai mà PVB nó giảm thì cái ngưỡng giá từ 27 cho đến 28, đó là cái ngưỡng anh chị có thể xem xét bắt đáy cho một nhịp T cộng đó, thì 27 đến 28 ha. Đó, mọi người chú ý. PLX thì hôm thứ hai á, có một anh hôm đó PLX đạt về 40 thì một anh hỏi mình là có cắt lỗ không. Mình nhớ là anh đó là anh Minh. Anh Minh hỏi Tùng là có cắt lỗ không, thì Tùng có nói là PLX này nó sẽ hồi về 41.5 cho đến 42 để anh tạm thời là anh chốt lại hoặc là hạ tỷ trọng đó. Thì đến bây giờ nó đang hồi về đây rồi, là cơ hội rất tốt để tạm thời chúng ta hạ tỷ trọng đối với cổ phiếu này. BSR thì chắc chắn là không có điểm mua ha. Oi cũng vậy, phiên hôm nay oi rất mạnh nhưng mà bây giờ không có điểm mua nữa rồi. Ga thì là một cổ phiếu mà có thể gọi là đang yếu, gần như là yếu nhất trong nhóm dầu khí. Ga đến thời điểm này vẫn đang lẹt đẹt ở dưới. Tuy nhiên cái vùng này thì vẫn đang là cái vùng mà ôm dài hạn được ha. Anh chị lưu ý nè, có nhiều anh chị hỏi mua dài hạn nhưng mà đến khi anh chị mua thì anh chị lại hỏi là nó không tăng có bán không, hoặc là nó vi phạm, nó gãy cái này gãy cái kia có cắt không. Thì mình chia sẻ với anh chị, nếu mà mọi người đã xác định ngay từ đầu á, ôm dài hạn thì anh chị ôm và anh chị phải kiên nhẫn. Đó, thì con ga này nó là một cổ phiếu như vậy ha. Đó, đợt trước thì mình có nói anh chị mua cái vùng 74, 75 là chúng ta phải kiên nhẫn, chứ bây giờ là hoặc là vừa rồi lên đến target 83 thì anh chị phải chốt. Chứ còn mọi người không chốt, bây giờ quay lại 78 thì anh chị lại hỏi là có chốt không. Thì chúng ta quay lại ban đầu thôi. Nếu mà chúng ta đánh ngắn hạn thì vừa rồi đáng lẽ là phải chốt 83 rồi. Nhưng mà nếu mà không chốt được 83 thì cái nhịp hồi sắp tới này, quanh cái ngưỡng ngày hôm nay cho đến cuối tuần, quanh cái ngưỡng 79 80 thì anh chị cứ chốt cũng được. Trước mắt là như vậy. Rồi chúng ta chờ tuần sau chúng ta tính tiếp ha. Đó là đánh ngắn hạn. Còn nếu mà đánh dài hạn thì anh chị là xác định mua ngay từ đầu là 74 75 thậm chí 76. Anh chị mua ngay từ đầu để nắm giữ dài hạn thì đến bây giờ anh chị cứ giữ thôi ha. Không có vấn đề gì cả. Ok. Rồi. Tiếp theo là chúng ta đến một cái nhóm ngành chính ở anh chị ha. Nhóm này cũng là một cái nhóm mà có thể sắp tới nó sẽ là nhóm ngành dẫn sóng. Rồi, có thể nhóm này nó sẽ là nhóm ngành dẫn sóng ha. Chính là nhóm ngân hàng. Tuy nhiên thì mình đánh giá là cái cửa nhóm ngân hàng có thể là nó sẽ có những cái nhịp tăng theo thị trường thôi, chứ còn là để mà cái xác suất nó sẽ là cái nhóm ngành dẫn sóng thì mình đánh giá không cao. Lý do là tại vì sao, thì nếu mà nó dẫn sóng thì phải có nhiều cổ phiếu nó không được rơi sâu, nhưng mà giai đoạn này thì nhiều cổ phiếu ngân hàng nó đang rơi rất sâu. Ví dụ như Vietcombank thì đang rơi khá là sâu gần đây, từ cái ngưỡng 100 mà bây giờ rơi về 86 rồi. Thì nhưng mà ngược lại ấy, khi mà nó rơi sâu về đây thì lại là cơ hội cho anh chị bắt đáy ha. Cơ hội bắt đáy đây, cái vùng 85 đến 86 là cái vùng mà cơ hội bắt đáy đối với Vietcom.
Và bắt đáy này là bắt đáy để anh chị nắm giữ dài. Đó, nắm giữ dài. Ha. Cho nên mình nhắc lại, con Vietcom nó giống như con ga mà mình nói vừa rồi. Đấy, con ga khi về 74 đến 75 thì mình nói anh chị bắt đáy để nắm giữ dài. Nhưng mà trong ngắn hạn thì nó sẽ không tăng được nhiều. Ha. Thì những con ngân hàng này sắp tới nó cũng tương tự như vậy. Về những cái vùng này sẽ là cái vùng mà anh chị mua để nắm giữ dài. Còn sắp tới có thể nó tăng nhưng mà nó sẽ không đạt được những cái kỳ vọng cho anh chị. Mọi người lúc nào muốn 20-30%, nhưng mà những cái cổ phiếu này để mà nó tăng 5-10% là nó đã mất rất nhiều thời gian rồi. Đó, tức là trong ngắn hạn nó sẽ không đạt được cái kỳ vọng. Cho nên tùy anh chị nhé, nếu mà anh chị là theo trường phái nắm giữ dài, kiên nhẫn thì anh chị có thể xem xét bắt đáy các cổ phiếu ngân hàng sắp tới. Thì đầu tiên là Vietcombank hỗ trợ 85 cho đến 86 là cái vùng mà anh chị bắt được. Đấy, nè, mình có vẻ rơi về cái vùng này là bắt. Cổ phiếu tiếp theo đó là BIDV. BIDV quanh cái ngưỡng từ 45 cho đến 45.6 là cũng là vùng bắt luôn, bắt đáy. 45 đến 45.6. Đó. Tiếp theo là CTG. CTG thì vẫn còn hơi xa. CTG thì mình nghĩ là phải chờ hơi sâu. Nếu mà phải rơi về 30.5-31 mới mua được. Còn bây giờ đang ở tận 32 thì cổ phiếu này chưa có điểm mua ha. Thì hiện tại là để mà bắt đáy và kiên nhẫn nắm giữ thì có Vietcombank và BID. Rồi, CTG thì cần theo dõi, chờ nó tích lũy thêm. Chúng ta có một số cổ phiếu khác như là ACB thì cũng đang tích lũy thôi. Và cũng chưa có điểm mua. HD Bank thì vùng này đang có điểm mua nè anh chị. Nhưng mà nếu mà nhìn về HD Bank thì mình đánh giá là vùng này có thể là nó sẽ tích lũy kéo dài. Anh chị mua thì anh chị phải chấp nhận là có thể là sẽ mất thời gian nắm giữ hơi lâu. Đó. Dĩ nhiên là khi mà nó cũng tích lũy giai đoạn vừa qua thì nếu mà nó chạy thì cũng tốt ha. Nếu mà nó chạy sớm thì tốt. Nhưng mà mình sợ là có thể là nó sẽ không chạy sớm mà nó sẽ kéo dài thời gian. Đó. Thì đối với cổ phiếu này thì chúng ta sẽ mua, nhưng mà mua thì nếu mà không kiên nhẫn nắm dài được thì ngắn hạn chúng ta chỉ chốt quanh cái đỉnh cũ khoảng khu vực 24.5 đến 25 thôi. Thì nói chung là nó cũng không được bao nhiêu hết. Ở giai đoạn này thì có thể là chúng ta sẽ tập trung vô một số các cái mã chứng khoán khác. Rồi, một số mã ngân hàng khác ha. Thì Tiên Phong Bank thì đây vẫn đang là vùng mua nè anh chị. Vùng giá từ 18 đến 18.3 vẫn đang là vùng mua. Ha. Hôm trước mình nói anh chị mua 18 rồi, vượt 18.3 nói mua rồi. Thì bây giờ mọi người có thể căn cái vùng đó. Nếu mà tuần sau thị trường có rung lắc, Tiên Phong nó quay lại cái vùng mua thì đó là lúc anh chị mua. VIB thì tạm thời không nên mua ha. VIB tạm thời cứ cho nó tích lũy. Liên Việt Postbank thì chắc chắn là rủi ro cực kỳ cao. Đoạn này không mua. SHB thì mình vẫn đánh giá là khá là nặng mâu. Cho nên mình không chọn mua con này. Sacombank thì ok. Mình cũng đánh giá cao Sacombank. Nhưng mà đối với cổ phiếu này sẽ không mua trong ngày mai. Không mua trong thứ sáu. Mà chờ đến tuần sau. Tuần sau nếu mà nó rơi về được cái vùng giá từ 29.5 cho đến 30, đó là cái cơ hội mua. Và mình sẽ chờ tuần sau. VP Bank thì cũng tích cực như vậy. Nhưng mà VP Bank thì hôm nay nó bật tăng rồi. Với lại nếu mà để đánh giá cái khả năng tăng mạnh giai đoạn sắp tới thì mình đánh giá VP Bank nó cũng không cao. Có thể là nó tăng được 5-10% thôi. Nhưng mà để nhiều hơn 10% thì không ha. Cho nên giai đoạn tới thì có thể chúng ta bỏ qua những cái cơ hội nhỏ này để chúng ta mua những cái cơ hội lớn hơn. Các cổ phiếu có thể có mức độ tăng từ 10-20%, chọn những cái cổ phiếu đó trong nhóm ngân hàng để tham gia, hoặc là sẽ chọn những cái nhóm ngành khác. Dĩ nhiên thì mua ngân hàng thì được một cái, nếu mà anh chị là sử dụng margin thì anh chị mua ngân hàng anh chị sẽ có tỷ lệ margin rất cao ha. Rồi, đó là một số mã ngân hàng. Thì Tùng sẽ kết thúc cái video ngày hôm nay ở đây.
sau vài ngày off live stream cũng như là off video, thì hôm nay quay lại thì cũng phân tích rõ cho anh chị một lần nữa về thị trường, cũng như là phân tích bốn cái nhóm ngành mà lớn nhất và có khả năng là sẽ bước vào con sóng sắp tới ha, tiếp diễn một con sóng nữa trong giai đoạn cuối năm. Cho nên chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi kỹ những cái nhóm ngành này. Dĩ nhiên là nếu có những cái nhóm ngành nhỏ hơn hoặc là các cổ phiếu riêng lẻ có cơ hội tham gia thì mình sẽ báo chị luôn ha. Nhưng mà giai đoạn tới chúng ta sẽ dành phần lớn tiền để tập trung đánh nhóm ngành dẫn sóng chị nhé. Ok, cảm ơn cả nhà. Tùng sẽ kết thúc video hôm nay ở đây ha. Chúc cho cả nhà có một buổi tối thật là vui vẻ. Hy vọng là video đem lại những cái lợi ích cho anh chị và mọi người theo dõi. Nếu mà thấy hay thì có thể gửi Tùng một ly cà phê theo số tài khoản phía trên để ủng hộ năng lượng, ủng hộ tinh thần ha. Số điện thoại của Tùng là 0902 986 119. Mọi người nhớ liên lạc, nhớ nhắn tin để chúng ta có cơ hội đồng hành với nhau sớm, và anh chị có thể là hỏi để mình tư vấn cho anh chị giai đoạn sắp tới ha. Ok, ID của Tùng tại SSI là 2758, ID tại GEM là BR8351. Anh chị nhớ liên lạc với mình để mở tài khoản SSI hoặc là GEM, hoặc là nếu có tài khoản rồi thì anh chị hãy chuyển sang ID của mình nhé. Ok, cảm ơn cả nhà. Cả nhà theo dõi thì nhớ cho Tùng một cái like, một cái chia sẻ, và đừng quên thả tim. Mọi người chịu khó là ủng hộ từng một cái bình luận hoặc là thả tim vào bình luận bên dưới nhé. Bye bye cả nhà. Cảm ơn cả nhà.